Rashford ghi siêu phẩm solo như Messi, cổ động viên MU trầm trồ. Rashford chính là cầu thủ tạo ra điểm nhấn đáng chú ý nhất trong trận đấu MU đánh bại Burnley với tỷ số 2-0. Anh nhân đôi cách biệt ở phút 57 với pha đi bóng một mạch từ phần sân nhà, sau đó loại qua hai hậu vệ đối phương rồi sút quyết đoán chạy lưới Burnley. Chứng kiến những gì Rashford thể hiện, các cổ động viên MU không khỏi phấn khích. Họ trầm trồ với những gì cầu thủ này thể hiện trên mạng xã hội Twitter. Tài khoản có tên Adam Drew viết: "Thật không thể tin nổi, bàn thắng của Rashford khiến tất cả phải ngả mũ thán phục." Trong khi đó, cổ động viên của nickname Joshua Rogers viết: "Không có gì tuyệt vời hơn khi chứng kiến Rashford đang đạt phong độ cao nhất trong màu áo MU." Một fan có tên Two Times A Guy đã gửi lời cảm ơn tới Ten Hag: "Màn trình diễn của Rashford thật sự khó tin. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới Ten Hag vì ông ấy đã giúp cầu thủ này lấy lại phong độ tốt nhất." Ở một diễn biến khác, báo chí Anh cũng không quên dành những lời co cánh tới Rashford. Tờ The Mirror bình luận: "Rashford đang nhắc nhở cho MU biết rằng bản thân sẽ là sự thay thế xứng đáng cho vị trí mà Ronaldo để lại. MU đâu cần tới CR7 thì Rashford đang mang tới những điều kỳ diệu tại sân Old Trafford." Huyền thoại Neville từng tuyên bố Rashford là cầu thủ quan trọng nhất tại MU. Ở trận gặp Burnley, anh đã chứng minh những nhận xét đó hoàn toàn đúng.